lại thấy căng thẳng quá. Xin kể chuyện ngoài đề, không có liên can gì tới đề. Và nếu có xúc phạm tới một vài bác ở cái vùng ngôn ngữ đó thì xin bỏ qua. Bên cái sứ đạo của tôi có một bác gái già, năm nay là 89, mới theo Hồi giáo. Có nhiều người tưởng thiệt à. Bà từng là hội trưởng hội Legio, mà tại vì ngày thứ bảy đó, mấy đứa cháu nó đi sinh hoạt thiếu nhi thì nó chở bà tới, chứ nó đâu có trở về nhà để rước bà lúc 6 giờ chiều lễ. Cho nên 2 giờ bà có mặt rồi, đi sinh hoạt mà người ta thiếu nhi, bà lão nhi rồi. Thì bà vô cái nhà nguyện nhỏ giống cái nhà nguyện của mình đây vậy đó. Bà vô đó bà đọc kinh một mình. Thì mấy đứa huynh trưởng thiếu nhi nó nói: cha, bác đó đang phá nhà thờ. Mình tới đâu có nghe kềm búa gì đâu. Thì bà đọc kinh trong đó đó, một mình bà, tôi tới gần tôi nghe tôi cũng giật mình. Con nạy Chúa, con nạy mẹ, con nạy Thánh cả Giuse. Tôi nói với mấy em huynh trưởng: không phải đâu. Nó cha nghe tiếp đi. Một chút bà già bà nạy không nổi. Cái con đặt mìn dưới chân Chúa, con đặt mìn dưới chân mẹ. Bây giờ bà tơi tới mìn. Mìn mà quên đem ngồi nổ, quý vị ơi, nó không nổ. Cái chơi chắc ăn là chơi súng. Con hướng nòng lên cùng Chúa, con hướng nòng. Dễ thương á. Tới cái ngày đám cưới của cháu ngoại, ở bên đó có thói quen là cô dâu chú rể không có đọc nghĩa đó, để người khác đọc. Thì bà ngoại dành đọc, bà đó đó. Tôi biết trước là thảm họa xảy ra. Cho nên tôi nói: này này bác lên đây, tôi in ra một tờ, bác về tập nhé. Bà nói: dễ lắm. Này, rồi rồi. Bà về bà tập, tôi gạch đít mấy cái chữ L, N, L, N đó. Bà tập 2 tuần như vậy đó, cứ cuối tuần là đọc cho tôi nghe. Quá sức hay, tôi phục. Tới ngày đám cưới, mặc áo dài, có kim tuyến, đi lên là bắt đầu là tự tin quá sức, mới bắt đầu xin chuyện. Bài chích sách Đức Huấn Ca, còn ngó một vòng, quá tự tin. Người vợ hiền đảm đang, tốt, hứng lên, làm cho chồng lỡ mài lỡ mạch. Cào lắm. Như vậy, anh nào hay ông nào mà mặt mày còn nguyên không có lỡ là vợ chưa đảm đang. Và chính bà ấy cũng là đổi quốc tịch Đức Mẹ đó. Lễ Đức Mẹ đó, ca đoàn vừa mới sướng cái bài tần 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 tần, là bà nhào vô hát to lắm. Kìa bà Lào đang tiến nên như rèn đông, là Đức Mẹ người Lào. Tội nghiệp cho Đức Mẹ, mình cứ đổi thừa cho Đức Mẹ hoài. Xin cho tôi ra đề chút để kể một chuyện vui. Đó là tôi nhớ câu chuyện sau đây, câu chuyện Thi nói láo. Quý vị biết không, câu chuyện vui thôi. Thi nói láo, cả nước tuyển lựa được 3 người nói láo nhất đó. Bây giờ vô chung kết, đề tài là câu cá. Anh thứ nhất lên nói: ở quê tôi đó, thả lưỡi câu xuống, giật là con cá bay lên. Cứ bất kỳ lúc nào cái lưỡi câu đụng nước, giật là con cá bay lên. Mấy người kia nói: mẹ láo bỏ mẹ, làm gì có chuyện đó. Thôi được, mời thí sinh thứ nhì lên. Thí sinh thứ nhì lên nói: quê tôi đó, chẳng cần móc mồi nữa, mà móc một chùm lưỡi câu á, mấy chục cái cũng được, thả xuống vất một cái là nguyên một đám cá bay lên. Xạo quá sức luôn. Cái anh thứ ba lên, mấy người kia nói: mày thua rồi, hàng này nó láo quá rồi, mày về đi. Không, ở quê tôi đó, mà muốn câu cá đó, là phải lấy tay vạch cá ra mới bỏ lửa câu xuống được. Láo quá sức luôn. Tôi chịu còn không nổi nữa đó.
Tôi muốn kể quý vị câu chuyện lúc tôi ở Chí Hòa. Tôi không gọi Chí Hòa, tôi gọi biệt thự số 1 đường Hòa Hưng. Nghe nó đẹp hơn nhiều không? Lầu 4 tầng, 10.000 người ở trong đó. Thăm nuôi cha Tiến Lộc ở với chung mà. Cha Tiến Lộc sợ tôi lắm. Là vì tôi, ổng đi sang Tây Úc ấy, trên tòa giảng, ngài đang giảng, giảng xong tôi nói lên cảm ơn cha. Con biết tương lai cha có thể lên làm giám tỉnh hay giám giám mục. Con cũng giám mục, nghĩa là chôn 3 ngày là giám mục ra hết. Nhưng ngài đứng ngài nhìn rồi nói gì nói nữa đi. Thì tôi nói, tôi biết là cha sợ tôi lắm, sợ con lắm. Tại sao? Vì ở trong tù, con thấy cha ở chuồng rồi. Nhưng ngài im, nó là sự thật. Thì lúc ở Chí Hòa, không biết cán bộ đọc thế nào, thấy hồ sơ tôi dạy võ, cho tôi làm trật tự phòng 9 khu BC. Trật tự oai lắm, ghẻ không à, đi cái đánh guitar suốt ngày mà. Mặc cái quần đùi mà nó thủng lỗ, có tivi màu hay sao? Đâu có kim đâu mà vá. Mà mấy đứa hình sự nó sợ lắm, bởi vì trật tự có quyền đánh nó, mà mình có đánh ai đâu, cho nên nó thương. Nhưng mà trật tự là mỗi lần gia đình có thăm nuôi, ngày mùng 1 và ngày 15 mỗi tháng, gia đình đến cái cổng mà tuốt ở dưới đó thăm nuôi, thì cán bộ dẫn một em hình sự cướp giật đó xuống dưới đó, xách những cái gì mà gia đình gửi vào, thì để cho việc làm nó chí công vô tư, thì người ta phát cho gia đình cái miếng giấy ngày xưa dùng cho máy IBM mà nó dùng rồi, nó đục lỗ trên rồi, bây giờ đưa gia đình xé miếng để ghi. Gia đình ghi một nải chuối, một ký đường, một gói mè rồi đó. Thì cán bộ rất vô tư, xách lên, cần hình sự xách lên, cán bộ lấy chùm chìa khóa gõ vào song sắt. Này, anh trực tự phòng 9 khu BC ra nhận quà cho Phạm Ngọc Tỉnh chẳng hạn đó, ví dụ cha Tỉnh đi tù đó, đó. Thì tôi ra, cứ tưởng tượng đi, đầu trọc, ghẻ không, quần đùi, báo cáo cán bộ, tôi trực tự phòng 9 sẵn sàng nhận quà cho anh Tỉnh. Cán bộ là duyệt, nghe hoài không? Đó là cán bộ cầm miếng giấy bắt đầu đọc một nải chuối. Thì em hình sự nó đưa cái nải chuối lên cái song sắt, tại cái xi măng nó lên cao thế này, trên này mới song sắt, nó đưa lên nó nói báo cáo cán bộ nải chuối sắp vào. Tôi thò tay cầm thì phải nói báo cáo cán bộ nải chuối đã vào. Thế là cán bộ nói duyệt là gạch. Rồi một ký mè, một gói đường. Một hồi tôi nghe cán bộ đọc một con gà. Ồ, trong cái bao ni lông của mấy ông tư sản mại bản đó, mấy ông giàu lắm, thăm nuôi có một con gà, mỡ nó chảy trong cái bao ni lông, trời mình chảy nước miếng luôn. Cái tôi nói báo cáo cán bộ con gà đã vào. Tôi đưa cho cái ông đó, thì cán bộ đọc tiếp roti. Cái con gà, một con gà roti nó dài quá cho nên gia đình xuống hàng. Cán bộ đọc lại roti. Em hình sự nó người miền Nam mà, nó nói roti vào rồi. Cán bộ nói tao chưa có gạch đi mà mày bảo vào thế nào được. Nó nhìn vào phòng nói mấy anh thấy chưa, cái đám này nó cướp giật quen rồi, đi từ dưới cổng lên là nó sơi tái cái roti rồi. Cán bộ mới nói to lên, gà vào rồi nhá mày, mà roti chưa vào. Tôi mới trong phòng mới nói, anh Hồng, anh trực tự phòng nói dùm, chúng tôi nó quánh thằng nhỏ tội nghiệp. Báo cáo bộ cho tôi nói nhỏ. Cán bộ họ oai lắm, chuyện chí công vô tư phải nói to. Thì tôi la to mới lòi ra cái quê. Tôi nói báo cáo cán bộ, trong Nam gà roti là một món, cho nên roti vào chung với gà rồi. Thưa quý vị, chuyện này mà Nguyễn Ngọc Ngạn biết là dám lên kể lắm. Tại chỉ có mình nhớ chuyện này thôi. Hắn đưa miếng giấy vào, trật tự phòng 9 khu BC xác nhận roti đã vào với gà. Chuyện vậy đó, mình cười là mình tại mình biết rồi, mình cười họ không biết. Một chút một cái người khác thăm nuôi thì thấy một hắn đọc một ký nạp cái mẹ gì nạp xưởng.
Thì em hình sự nó đưa lên, nó nói 1 ký lạp xưởng sắp vào. Tôi nói đã vào. Thì hai anh vệ binh hỏi nhau, chúng nó ăn con gì không đầu không đuôi thế? Anh kia làm ra vẻ hiểu biết, nói hình như chúng ăn nến. Giống cái nến, giống. Chuyện cười thứ nhì cũng ở tù. Lúc tôi ra thung lũng tử thần A-20 thì có những anh chị em là cựu sĩ quan mà công binh, họ máy móc giỏi lắm. Thì cán bộ lãnh mấy anh ở nhà để sửa xe riêng cho mấy cán bộ. Thì mấy anh cũng sướng thôi, ở nhà rồi nó mua mấy cái xe Honda Dam, Honda cánh én cũ đem về. Rồi mấy anh tù mới nói bây giờ cán bộ đi ra Nha Trang mua cái cylinder đó, rồi cái piston, rồi hay suối cái gì thì ghi ra, nó đi mua về. Mấy ông ở nhà ráp. Tôi thấy một ông ráp chiếc Honda 67, mình cũng mừng bởi vì ông ráp. Ông nói cán bộ phải lên nòng. Nó nói súng ống đâu mà lên nòng. Không, cái piston nó, thì piston nó, piston cái nòng là cái chó vậy. Là mua cái 100 phân khối, nó đi mua về. Mấy ông ráp xe, tôi nghe nổ tốt thật, tiếng kêu cũng tốt. Sáng Chủ nhật cán bộ vào lấy xe để đi nấy ne. Đi vào thì sáng Chủ nhật đâu có đi lao động, mang cái dây chéo này, có cái bình xăng 3 lít bằng nhựa đó, đeo đây vào. Này, xe tốt chứ? Mấy anh sĩ quan nói báo cáo bộ tốt lắm. Này, sao nó ninh tinh thế này? Tai nào? Thì thưa cán bộ, đây tay ga, đây là bóp vào, rồi sang số, rồi từ từ mà thả ra. Số là cái gì? Số là như cái xe Molotova vậy đó. Số 1 nó chậm nhưng nó khỏe nhất, rồi sang 2, sang 3, sang vậy đó. Ôi dễ thế, tớ đi nhé. Trước khi đi, đổ xăng vào. Cái xe Honda 67 đâu có cái chìa khóa trên nắp, cứ vặn cái nắp, đổ, đang đổ, người tù đang đổ. Này, còn để dè dẹt nữa. Reserve. Mẹ, trong đó nó có, cũng phải đặt để chứa người này. Không sao. Xong rồi anh đạp rùm, sửa nón cối là tới đi nhá. Anh rú lên khá to, anh vô số 1, anh thả ra xe đứng lên. Anh nhảy xuống xe chạy một mình. Tôi ngồi đằng xa là tôi đã bắt cười rồi. Xe nó chui vào rào dâm bụt, nó không hư, tắt máy. Gỡ nón cối đập vào đùi. Mẹ nó, chúng nó nu manh thật. Bảo nó bán xăng thường, nó lại rót vào đây xăng máy bay. May mà tớ nhảy xuống kịp. Tôi mới có câu chuyện vui về tỷ lệ nghịch. Tỷ lệ nghịch có nghĩa là một cái càng lớn thì một cái càng nhỏ, phải không? Vậy đố quý vị, cái con gì càng lớn thì càng nhỏ, càng to thì càng bé? Con gì? Con cua. Con cua cái càng lớn càng nhỏ. Con cua Chúa cho nó không có đều đâu. Con tôm thì đều. Con cua thì càng lớn để đi quánh nhau, càng nhỏ để xé thịt cho vào mồm. Nhưng mà đây nè, nghe câu chuyện này vui. Trong một lớp của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có nghĩa là chẳng hề xấu hổ chút nào vì ngu. Viết tắt đó, tôi đọc vậy đó. Cô giáo nói, ngày hôm qua cô dạy về tỷ lệ nghịch. Trò A đứng lên, cho cô một ví dụ. Mau! Thế là trò A đứng lên, thưa cô, con có ví dụ sau đây. Nói lẹ đi. Dạ thưa cô, càng chống tham nhũng chừng nào thì tham nhũng càng tràn lan chừng ấy. Đúng không cô? Mày ngồi xuống. Ví dụ của mày thì đúng về bài nhưng không hợp tình, không tính điểm. Dẹp mày đi. Trò B, cho cô ví dụ khác. Thưa cô, tỷ lệ nghịch mà cô dạy thì con ngẫm nghĩ ra là nhà cán bộ càng giàu thì nhà dân càng nghèo. Mày im luôn. Không tính điểm mày. C, đứa C đứng lên. Dạ thưa cô, mặt đường càng mỏng thì mặt cán bộ càng dày. Mày dẹp luôn, không được nói. Tầm bậy tầm bạ tụi bay. Các em học được nhiêu đó mà cô không cho điểm thì sao? Này, nói cho tụi bay biết,
Tụi bay càng nói dài chừng nào sự nghiệp của cô càng ngắn chừng ấy. Tí lên ít. Mà toàn bộ cả lớp nó nói chúng em rất thích ví dụ của cô. Mà cũng đúng mà. Nghe ghê ghê chúng. Chúa làm người giống mình. Và đây là câu chuyện cười, nói lên Chúa cũng đau khổ bệnh hoạn như mình. Quý vị có bao giờ nghe nói Chúa Giê-xu bị kiết lỵ chưa? Chưa nghe. Chúa là người thì Chúa cũng có thể bị, thời đó chưa có thuốc trụ sinh. Thì vậy nè, câu chuyện nó đơn sơ lắm. Có một cha xứ ở dưới Cái Mơn á, miền Nam á, đi lên trên nhà sách 38 kỳ đồng của mấy cha dòng Chúa Cứu Thế. Tới mùa chay, ngài lên, ngài mua ba cuốn sách gọi là ngắm đứng. Quý vị biết rồi, thắp mấy cái đèn rồi, cứ ngắm rồi tắt bớt. Ngài mua ba quyển về, ngắm đứng. Trên đường về là thấy năm nay là Chúa ban ơn cho cái giáo xứ miền quê của mình sốt sắng lắm để đón lễ phục sinh. Thế là kêu ba ông trùm, ở dưới miền Nam gọi ông trùm, lên: ông này, ông có cái giọng tốt, ông ngắm cho tôi ngày thứ ba tuần thánh, tôi đưa sách đây. Ông này ngày thứ tư, ông này ngày thứ năm, còn mấy người khác để tôi tính. Ngắm lại mấy cuốn sách cũ. Này ba ông, sách mới của tôi hình ảnh đẹp đẽ lắm, nhưng mà ba ông đem về tập mà hãy nó bẩn là tôi bắt đền. Nhớ chưa? Ông nói nhớ. Ba ông đem về để bàn thờ, giờ rảnh lấy ra tập ngắm. Và thật sự ở bên Tây Úc của tôi, lúc các bác ngắm tôi sung sướng vô cùng. Vì sao? Không cần giữ trật tự trẻ con. Đứa nào đi vô nhà thờ nó cũng đi vậy nè. Nó nghe nó sợ quá, cái nó nói who dies, ai chết. Nó đâu có hiểu, mà nó nghe mình thì thấy sốt sắng, nó thì không nếm được. Đó, thì mấy ông tập rồi, tới giờ ra ruộng thì ở nhà tụi nó coi. Có đứa nó canh, bố về cái nó xếp lại nó để lên. Tới thứ ba tuần thánh mới đổ nợ. Một ông cầm sách đi lên, để lên bụng. Bên trong cha xứ điều chỉnh cái âm ly, giọng rất truyền cảm. Ngày thứ ba thì ngắm. Wow, sốt sắng. Một ngày của Chúa Giê-xu thật là vĩ đại. Tôi đọc ngắn ngắn rồi đó. Tôi cũng có thể ngâm nga dài lắm, nhưng mà nó mất giờ quý vị. Nào là Chúa huấn luyện các tông đồ, Chúa chơi với trẻ con, Chúa cho người chết sống lại, người cùi được sạch, người mù được thấy, người què nhảy như nai. Chiều về Chúa không bao giờ quên, lên đồi thanh vắng đi cầu. Cái đó nhiều người nghe rồi. Mấy cái thằng xếp chữ nó dốt, cái chữ cầu nguyện thì ráng xếp xếp cho nó gần nhau đi. Ông mới biết là nó có cái gì trục trặc, ông mới lật. Mà không ngờ tụi nó xem sách á, tai nó ăn bún á, nó dính mấy trang. Cho nên Chúa lên đồi thanh vắng đi cầu, lật qua cái đọc máu và nước ròng ròng chảy ra. Cái bà cụ bà ngồi hàng đầu bà nói là Chúa tôi, Chúa bị kiết nặng quá. À, đó là chuyện cười, không có thật. Nhưng ít nhất nó nói cho mình một điều, là Chúa chia sẻ thân phận con người như mình. Không có gì khác đâu. Đừng có tin những quyển sách mà nói ông Thánh Giuse cưa cái bàn cho hàng xóm, rồi một chân nó lỡ ngắn, rồi cái Chúa tới Chúa kéo ra. Có chuyện đó đâu. Tôi tin là hai cha con phải đục ra làm lại thôi. Trong một cái lớp học, một giáo sư dạy về gia đình mới trắc nghiệm sinh viên. Mời một em lên đây. Đứng đây. Em được chọn bất ngờ. Bây giờ em viết lên bảng tên 20 người mà em thân thương. Anh viết. Cha mẹ trước, rồi tới vợ con, rồi bạn bè, rồi làng xóm, rồi anh chị em 20 người. Giáo sư nói bây giờ xóa bớt hai người mà anh thấy không cần thiết, gạch đi. Cái anh gạch hai người, còn 18 người. Giáo sư lại nói thêm hai người nữa, gạch hai người nữa, gạch nữa, còn lại ba người.
cha mẹ với vợ, gạch tiếp hai người nữa đi, anh ta gạch cha mẹ. Cái giáo sư nói lý giải tại sao là anh lại trả lời như vậy. Dạ thưa, em làm như vậy là chắc chắn trúng, là vì cha mẹ có thể ở với nhau chứ đâu ở với em, chỉ có vợ em ở với em. Ông thầy đấy nói nhỏ, nói trúng. Mà có lý do gì khác không? Dạ thưa thầy, vợ em nó ngồi dưới kia kìa. Em mà gạch tên nó là tối nay không ăn cơm. Chúa muốn mình yêu chính mình trước. Bởi vì Chúa nói yêu người khác như yêu chính mình. Mà nếu mình yêu mình sai cách thì mình yêu người khác cũng sai, và mình nhìn đến Chúa cũng sai. Cho nên mình cứ nghĩ rằng là Chúa hay mua bán đổi chác đó. Cho nên mình xin cái là mình có kèm theo con hứa sẽ dâng cái này cái nọ đó. Có hai cha con ở Phước Tỉnh lên cái ghe đi đánh cá, ghe bườm thôi, không có tiền để mua máy. Chạy ra thấy bão tới, vô không kịp, mà mau cuốn bườm hạ xuống. Bởi vì để bườm đó nó đánh mình chết. Hạ xuống rồi, bão càng ngày càng to. Ông bố nói mày đừng có chèo chống gì hết, quỳ xuống đọc kinh với tao. Con nó thấy phục vì bố đạo đức quá đi. Lạy Chúa, xin Chúa cho bão nó tàn đi, nó hạ xuống đi. Rồi con về, con còn sống, con dâng cho Chúa cây nến cao bằng cái cục bườm này. Thằng con quay qua nói, bố tìm đâu ra cái cục bườm, cây nến to bằng cục bườm. Mày im đi, cứ xin đã, Chúa cho rồi mày về mình tính sao. Cũng còn đỡ đó, cũng còn đỡ hơn một cô trẻ trẻ mới sang định cư. Là Chúa xin cho con thi đậu bằng lái xe này, để đi đây đi đó. Con hứa dân Chúa 400 đô Úc á. Rồi Chúa cho thi đậu. Chúa ơi, đóng tiền thuê xe với tuyển instructor, Chúa nhận đỡ 200 thôi. Cũng bỏ thùng tiền 200 thì Chúa cũng im, nó nói gì được. Chúa thua thiệt lắm. Rồi có xe rồi, xin Chúa cho con tìm được căn nhà ở gần nhà thờ với chợ búa trường học. Con dân kỳ này 1000 á, tại quan trọng á. Chúa cũng cho. Là Chúa đóng thế cầu đường nhà cửa, rồi tiền agent rồi nữa. Thôi xin Chúa nhận đỡ 500 cũng được. Chúa đâu có bắt mình dâng mà, tại mình hứa mà. Là Chúa bây giờ có nhà có xe rồi, xin cho con tìm được một đấng lang quân để con tìm như cái cánh cây tùng vậy đó, nguyên một cái cành để cánh chim giang hồ của con nương thân. Kỳ này con hứa dân Chúa 2000 tại nó quan trọng. Đám cưới tìm được, xong, ngon lành. Hai vợ chồng về ngồi tính, tụi nó đưa phong bì nhẹ quá, không có bao nhiêu, vừa đủ trả nhà hàng, còn dư có một chút. Cái hôm sau tới nhà thờ, lạy Chúa, tụi nó đi đóng hụi chết, mà ít quá Chúa ơi. Thôi Chúa nhận đỡ 800 thôi. Chúa cũng im, từ 2000 xuống 800 Chúa im. 2-3 tháng sau, chồng đi nhậu về, vợ thói vũ phu, đập cho chị đấy một trận. Lên nhà thờ khóc, là Chúa con xin cái gì con cũng tặng cho Chúa hết, mà sao Chúa cho đồ gì xấu vậy. Trong nhà tạm có tiếng nói, tiền nào của nấy nghe con. Ở bên này có cái may mắn là lễ Giáng sinh, chúng ta cất tiếng hát đêm đông lạnh lẽo Giáng Chúa sinh ra đời. Đúng, ở bên Úc không có. Cái tháng nó nóng gần chết, 100 độ F đó. Cho nên sướng cái bài đó lên, người ta ngó mình, tay người ta quạt sạch ra. Máy điều hòa không đủ, bởi vì khi vô đông như vậy là các bà quạt hăng lắm. Mà tôi bảo các bà càng nhúc nhích thì mồ hôi nách nó càng ra. Ngồi im như tôi này, bởi vì ngồi bàn thờ đâu có nhúc nhích gì được, mồ hôi nó chảy trỏng thì kệ nó. Rồi mấy bà quạt. Cho nên có nhiều bà sau lễ đến nói cha, ở bên này đi mua cái quạt đã khó, cha có bí quyết gì để quạt tất cả những mùa nóng bên Úc mà cái quạt nó không hư? Ai có bí quyết? Tôi có liền. Tôi nhớ lại một cuộc thi Hà Tiện mà chủ đề là giữ quạt giấy. Ghê chưa? Hà Tiện cái quạt giấy đâu có bao nhiêu tiền, mà chủ đề thi cả nước tuyển được 3 người Hà Tiện nhất.
Người thứ nhất vô, ban giám khảo hỏi có cầm cái quạt đó, phải phải. Quạt này xài bao nhiêu năm rồi? 10 năm rồi. Ồ, quạt giấy xài 10 năm, xin cho bí quyết. Thế là ông ấy nói là ông nội tôi truyền cho bố tôi truyền cho tôi là mở nhẹ nhẹ ra thôi. Quạt 10 cái thôi, nhẹ nhẹ. Rồi xếp nhẹ nhẹ lại, chừng nào thấy mồ hôi chảy, mở nhẹ nhẹ ra, quạt 10 cái. Ôi giời, thì bao giờ nó rách? Cả hội trường nó thằng này, nó hà tiện quá sức. Nhưng mà thí sinh thứ nhì, quạt xài bao nhiêu? 20 năm. Còn ghê hơn nữa, bí quyết. Ông nội ông cố dạy mở 5 cái nang thôi, quạt 5 cái thôi. Rồi xếp lại, hồi nữa mở 5 cái nang nữa. Quái quá hô, chắc là thắng rồi, tại hơn ông kia rồi. Ông thứ ba lên, quạt tôi xài 40 năm. Khiếp, bí quyết. Ông cố ông nội tôi dặn mở quạt ra để đây, lắc đầu. Ban giám khảo nó nói thế thì quạt được bao nhiêu? Nó chóng mặt thì ngừng thôi. Vậy đó, đó là bí quyết của tôi. Lại cười. Đố quý vị, cái thời sau năm 75 đó, có một con vật ở Việt Nam nói chung, ở Sài Gòn nói riêng, hãy nó di chuyển đi thì cái mình nó đi, mà cái đầu cái đuôi nó ở lại, là con gì? Con tôm đông lạnh xuất khẩu. Cái mình đi, cái đầu cái đuôi ở lại, mà phải có sổ hộ khẩu mới đi mua được đầu tôm, đuôi tôm nhé. Không có quyền lựa chọn đâu, mà sắp hàng để được mua. Anh em tụi tôi trong cộng đoàn ở Thủ Đức phải có sổ hộ khẩu, ngày 28 Tết đi ra phường xếp hàng để mua vải về may áo Tết. Mà 28 rồi mới bắt đầu đi mua thì may cái chó gì nữa. Mà một người, mỗi anh trong vòng, một anh thì được một thước vải trắng, một anh được thước vải đen, anh được thước vải xanh, anh được thước vải vàng. Một thước may không được cái quần dài, thế thì may quần đùi mà có sáng kiến bên trắng bên đen. Có cặp vợ chồng mà cái tựa đề chuyện này là mỗi lần vâng lời vợ là đổ nợ. Nghe nó kỳ kỳ á. Thế có cặp vợ chồng có đứa con đầu lòng, gọi là con gì? Con so. Trời ơi, còn suy nghĩ nữa. 2-3 tháng nó cứng cứng rồi đó. Hai vợ chồng ẩm nó đi lễ. Thì ở trên ông cha giảng, dưới nó cũng giảng. Nó é é é vậy rồi. Nó eo e hoài, nó đòi bú. Mà ở nhà thờ mà vạch ra bú thì là dịp cám dỗ cho người khác. Cho nên hai vợ chồng về, ông chồng nói khó chịu quá em, con mình nó làm ồn ào quá, người ta chia trí trong nhà thờ, em có cách nào để mà không mất lễ mà không quấy rầy ai? Bà vợ nói anh tin em thì em chỉ, anh đi lễ nhất đi, buổi sáng em ở nhà trông đứa bé, rồi chiều anh ở nhà em ru nó ngủ rồi anh ráng canh thôi, em đi lễ chiều. Hay quá, em cực kỳ thông minh. Đấy, ông đi lễ sáng chủ nhật về, con mắt bên trái tím rè luôn. Bà vợ nói vô đây coi cái gì vậy? Tím, bầm, không thấy à? Mở không ra luôn. Bà vợ nói tới nhà thờ đánh nhau à? Không, đánh lộn á, đâu có lộn, nếu nó đánh là trúng không mà không có lộn. Mà đứa nào đánh? Đàn bà đánh. Sao kỳ vậy? Anh dê người ta? Không, tại cái lỗi ông cha. Ủa, ông cha làm gì kỳ á? Thì đó, quỳ. Mấy bà thì mặc áo dài, mỏng ơi là mỏng. Thế kệ nó mỏng kệ nó, anh làm gì, anh đâu có làm gì đâu. Nhưng mà tại ông cha cứ bắt đứng lên, quỳ xuống, đứng lên, ngồi xuống. Thì cái áo nó mỏng, nó kẹt ở giữa hai cái núi. Mà anh quỳ đó thì nó trước mặt anh, cho nên anh khó chịu, anh thò tay anh kéo ra. Nó quay lại, nó đấm cho cái đùng, anh đỡ kịp. Bà vợ nghĩ chồng mình khôn thật cho nên thôi, đơn sơ quá nó. Cái bà nói lấy nước nóng pha muối em đắp cho anh, nghe lời em dặn. Anh có ngắm nhìn gì thì kệ anh, anh có trách nhiệm với Chúa, em không cấm, nhưng từ nay phải nghe lời em nè. Nghe nè, chuyện người ta đừng xía vô, muốn ngó thì ngứa ngó. Lặp lại, ông chồng nói ừ, em dặn cũng thấy khôn ngoan, chuyện người ta anh sẽ không xía vô. Rồi tuần sau
đi lễ con mắt còn lại xanh lè. Bà vợ nói gì kỳ vậy? Ai đánh? À, không biết. Nhưng mà ai? Đàn bà. Ồ nữa, anh làm sao vậy? Cũng tại ông cha. Ác ôn nó bắt đứng lên ngồi xuống nó cũng kẹt. Cái áo nó kẹt giữa hai cái núi, thằng kế bên kéo ra. Thằng kế bên kéo ra rồi nó đánh cho anh à. Quán, thằng kế bên kéo ra, nó chưa kịp đánh thì anh nói, vợ tao dặn chuyện người ta, đừng có xía vô, anh đẩy vô lại. Nó mới đánh. Chắc không ai mà khờ đến vậy đâu. Nhưng mà nói để cho vui đó. Có một ông người Hoa xuống tới Vĩnh Long, lúc mới rời quê hương sang Việt Nam thì đi lượm ve chai, rất kiên nhẫn, rồi bán ve chai, rồi có được 2-3 gánh ve chai, có những người cộng tác với mình về, rồi lần lần thầm một cái sân ve chai, rồi có tiền bỏ nghề ve chai, sắm một chiếc xe hủ tiếu. Rồi từ một xe hủ tiếu ra 2 xe, 3 xe, rồi có một căn nhà ở trong phố, rồi từ một căn nhà thành 2 căn, 3 căn, thành nguyên dãy phố. Lúc đó thấy an tâm rồi, mới nhìn lại, mình lam lũ một đời không được đi học. Bây giờ thằng con nó 11 tuổi, cho nó đi học. Ông thầy nổi tiếng ở ngay trong phố đó, với ý đồ nó học cái gì về, mình trả bài nó là mình học. Đúng quá đi. Tại vì rất nhiều người Hoa nói giỏi nhưng chữ viết không bao nhiêu. Thế thằng con đi học ngày đầu rất thông minh quý vị. Ông thầy thấy nó cũng thông minh. Ông dạy 4-5 đứa rồi, lấy cái bút lông ra tập sử dụng. Này các trò, viết chữ thứ nhất có 7 nét là chữ ngã. Ngã có 7 nét, viết đi. Mấy đứa nhỏ bắt chước. Cái thằng con của cái ông đó vẽ viết đẹp nhất chữ ngã. Ông thầy đến nói, à mày sẽ hủ lét là viết rất giỏi. Nói tiếng Quảng Đông đó. Vậy mày có biết là cái gì không? Thằng con ngó lên, dạ tôi thề không biết. Đây nè, chữ này là ngộ, là tao, là thầy mày, nhớ chưa? Tao là thầy mày, chữ ngộ đó. Thằng con nói biết rồi. Giờ thứ hai, viết chữ nị, nhân vật thứ nhì. Nó viết cũng đẹp đó, ông thầy tới hỏi cái này là cái gì? Không biết, cái hồi nãy là ngộ, còn cái này là nị. Nị là mày, là học trò tao. Nó gạt đầu, dễ quá. Giờ thứ ba, viết chữ tha, tha nhân đó, mà người Hoa đọc là tha. Nó viết cũng đẹp nữa. Ông thầy hỏi cái này là cái gì, không biết. Ngộ nị, cái này là tha. Ông nói, ông nhìn coi có ai không có mặt ở đó. Ông thấy không có ai, có con chó ngoài sân. Ông nói tha là cái con chó nó ở xa xa đó. Mày hiểu chưa? Hiểu. Đi về. Trên đường về, hiên ngang là vì thầy khen mà. Bước vô ngang cửa, ông bố chộp lại, mở tập ra coi, hôm nay mày học cái gì, bữa đầu tiên. Nó mở ra, ông thầy viết, cho mày 10 điểm, trà mày giỏi dữ, à, chữ này chữ gì, chữ này là ngộ, mày giỏi, chữ này là ngộ là cái gì, là tao là thầy mày. Ông bố hơi tức nhưng mà nhịn, để coi nó mới học có một chữ mà nó làm tàn. Rồi, chữ này là gì mày, là nị, là gì, là mày là học trò tao. Không có tức nữa. Thôi cứ nhịn. Chữ thứ ba là gì? Là tha. Cái nó cũng ngó. Ngoài sân không có con chó mà dưới bếp có má nó. Nó nói nó là cái con chó đó đó. Ông ấy đập cho một trận. Ông hiểu ba cái chữ đó rồi. Ông đập cho một trận. Mày hỗn láo nè. Mày nghe nè. Ngộ là tao là cha mày nè. Nị là mày là con tao nè. Tha là má mày. Nhớ chưa? Thằng con khóc rồi nhớ. 2 giờ chiều vô lớp. Ông thầy trả bài. Ngộ là cái gì? Là tao là cha mày nè. Nị là cái gì? Mày là con tao. Thá là cái gì? Nó chỉ nghe con chó là má mày kìa. Đuổi về luôn. Dạ thưa, tại sao? Tại mình giải sai. Mình đem áp dụng cụ thể vào trường hợp đó là mình sai. Mình chỉ cần nói ngộ là nhân vật thứ nhất, là mình chỉ vào mình, tự mình xưng. Nị là người đang nói chuyện với mình. Thá là người không có mặt ở đó. Đủ rồi. Ta mình áp dụng vô, tao là cha mày chi trong đó.
có người nói với tôi, sáng nào mà em không hút điếu thuốc, em không có tỉnh. Vậy là tôi mê mê suốt đời à? Tôi đâu hút thuốc. Không phải mình chỉ trích mấy người hút thuốc, nhưng tại vì họ quen. Tôi không quen đâu có sao, tôi hạnh phúc mà. Đâu hút. Có người nói sáng tôi phải có một tách cà phê mà để cái muỗng nó đứng được, có nghĩa là nó đậm đến vậy đó, thì tôi mới tỉnh. Tôi không uống cà phê, tôi cũng không uống bia, vì quý vị nào uống bia chết hết. Ra nghĩa trang thấy mộ bia không? Thấy không? Đâu có mộ coca, cũng không có mộ rượu. Cho nên ai uống rượu cứ uống, nói chơi tập bậy. Trong các triều đình ngày xưa, vua đó, ông vua hay hoàng đế gọi vợ mình bằng gì? Hoàng hậu á, sai. Sai luôn, sai là tôi nói sai à. Nghe lời câu hỏi đó, ai trả lời trúng đó. Tại tôi hỏi vua gọi vợ mình bằng gì, tôi đâu có hỏi gọi là gì. Thì bằng miệng. Làm sao có người rất tỉnh thức đó. Vua gọi vợ mình bằng miệng, đúng. Ủa, ở đâu có ai cười khúc khích đó nè. Có một ông tên ông Mạc Tin, 78 tuổi, có vợ có con cháu đầy đồng, nhưng mà vợ chết. Con bà Rosemary chắc cũng khoảng 73, 72 gì đó, tôi không nhớ rõ, cũng có chồng, chồng chết, cả hai công giáo, con cháu cũng đầy. Cái hai ông bà sát hợp lại với nhau để sống tuổi già. Thì trong cái nhà nguyện nhỏ nhỏ đó, con cháu ổng bên này, con cháu bà bên này. Lúc đó cha Mai Đạo Hiền, ông ấy thú nhận, ông nói mình mới ra lò, đâu có biết hết, nhất là làm lễ tiếng Anh cũng hơi bối rối. Khi hỏi ba cái câu đó, trong quyển sách có dặn cái câu thứ ba, tùy trường hợp mà hỏi. Ông hỏi câu đầu, có tự do và đến với nhau mà vậy đó rồi. Thì ông Martin cũng dép, bà kêu Rosemary cũng dép, tại mệt quá rồi đó. Có yêu thương và trân trọng nhau, dép dép. Có chấp nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng. Ông này đâu có nghe gì đâu, dép. Bà kia bả lườm cha Hiền vậy nè. Rồi bả trả lời, not applicable. Rồi bả chỉ vô ngực, too old. Con cháu nó thảy nón lên nó mừng á. Tùy trường hợp, nó đâu có hỏi câu đó được, phải không? Đây có câu chuyện cũng tức cười. Một chàng trai có một bà mẹ rất khó tính. Thì anh đưa cô nào về để giới thiệu với mẹ, chắc chắn bà sẽ chê. Bà ngon 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 ngon. Cuối cùng anh tìm được một người rất giống mẹ anh, cả vóc dáng, tướng đi, giọng nói, tính tình thì mình không biết, nhưng mà giống lắm. Dẫn về cái bà chịu liền. Ở nơi này được á con. Nhưng khi ảnh dẫn cái cô đó tới bố ảnh, ông bố nhìn nhìn, nói mày, tao đã có một cái gần chết, bây giờ mày đem một cái photocopy về nữa à? Chuyện không có thật, nhưng mà nó vui vui ở chỗ là sao mà nhìn nhau giống như những object, chứ không phải những subject. Mình đối xử người kia như đồ vật, chứ không phải đối xử người kia như một nhân vật mà mình yêu thương. Để tôi ra đề chút, thấy căng thẳng, sắp tới giờ nghỉ mấy phút, nhưng tôi kể một chuyện vui, nó không có dính vô cái đề tài này. Thưa quý vị, tôi khi tôi đi lái xe ở bên Úc đó, thì tôi nhớ câu chuyện có một đức cha ở dưới cái giáo phận ở dưới miền Nam chỗ tôi ở, cách 300 cây số. Ông ấy thân với đức tổng giáo mục của tụi tôi, hai đức cha thân nhau. Ngày thứ bảy ông lái xe lên ăn trưa thứ bảy với đức tổng giáo mục của mình, hai ông nói chuyện rồi cái cell phone bên này gọi, cái cell phone nó reo, ông nhắc lên, ông cha quản hạt ở dưới đó nhắc, thưa đức cha, 4 giờ đức cha có thêm sức cho 200 đứa nhỏ của 3 trường học.
quýnh lên. Lúc đó 1 giờ trưa rồi, mà 300 cây số, mà 4 giờ phải có mặt. Ôi trời, chạy đã lắm. Đường thẳng, mênh mông chạy. Vùng đó trồng lúa mì, không có kangaroo nó nhảy ra. Chạy qua cái đồi, xe cảnh sát chớp đèn. Kể như một ngày đen tối rồi. Đang chạy quá mức rồi. Người ta chạy cho chạy 110 cây số giờ. Ở bên nó tính cây số. Mà ông ấy chạy tới 106 rồi. Cái ông táp vô, ngồi im, hồi hộp. Cảnh sát rất lịch sự tới chào, quay kiếm xuống, cho coi bằng lái. Bằng lái thì tốt. Ông ấy mặc áo có dây, có thánh giá, đồ đầy đủ đó. Cho nên để lấy lòng người cảnh sát đó, ông nói: "Officer, am I driving too fast?" Rồi ngồi đợi. Anh kia tỉnh mơ, vừa viết vừa nói: "No, no, Bishop, no, you are flying a little slow." Ông bay hơi chậm thôi. Rồi nó ghi miếng giấy, nó xé, nó đưa, thì thôi kết cha rồi, thôi bỏ túi, đừng có thèm đọc. Tại ở bên đó tuần sau mới đi nộp tiền phạt. Nó không trừ điểm làm ai đó. Hết vui, cả buổi lễ thêm sức. Mày cứ nhớ tôi miếng giấy trong túi. Tội nghiệp con nít, nó bị ảnh hưởng, nó vô tội. Lễ xong mừng nó đi vô phòng, mặc áo mới rút miếng giấy ra. Thấy anh chàng đó để: "Xin đọc cho gia đình con một chuỗi mân côi." Tụi tôi hỏi: "Đức cha có đọc không?" "Tao đọc 5 chuỗi cho nó luôn."